Anh đi chuyện gì đấy? Má chị quần kéo quần. Cầu thủ vẫn đang kéo quần. Tụt hết cả quần. Vin hôm ở Hưng Yên nhà cô đẹp thiên đường. Cháu biết rồi. Vừa hôm đấy cháu thấy chú Thảo quay độc đoạn cháu biết Vin hôm ở dưới đấy. Nhưng sao nó đẹp. Chú Thảo quay nhặng nhằng chú Thảo có biết được quay mẹ đâu. Cháu nhìn qua cháu biết cái sân đấy đâu mà đẹp, đẹp 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 mê hồn một lần mình đúng một lát mình mới xuống đẹp thật. Nhưng mà đội anh cháu mấy thằng ôm đất ôm nhà đấy á. Vâng, chết hết. Ôm nhà đấy hết. Vỡ mồm. Toàn phải tắt lỗ hết. Bây giờ có người mua mẹ đâu rồi. Nhưng mà sao nó lắm tiền thế nhỉ? Cái gì lắm tiền? Tức là nó xây cái khu đấy ấy. Nó là giàu nhất Việt Nam gì giờ. À, của Phạm Nhật Vượng đúng không? Vâng, của Vingroup mà. Biết rồi, có biết rồi. Tất cả những cái cây mà nó làm điện thoại cho điện cho ô tô ấy. Của VinFast ấy. Nó cô bảo anh chú Thảo cái này là cái gì anh Thảo? Anh Thảo bảo chú Thảo bảo cái này là cái làm điện nó xe ô tô cũng cái gì? Đó là cái sạc sạc điện đấy. Ở đây bây giờ nó có cái voucher mua nhà tặng xe lâu rồi nhưng mà vẫn có người mua đâu. Đấy có người mua đâu mà. Đắt thế ai? Căn nào đắt nhất 60 tỷ tiền mình lấy đâu ra? Đấy là căn biệt thự ấy. Cao cấp rồi. Còn căn bình thường là 5 tỷ 9. 6 tỷ rưỡi. Chú Thạ trêu bạn này chứ. Mình bán hết cả gia tài trên kia mình. Ê, quả đấy xấu rồi. Xin lỗi là cầm hỏi sâu quá. Tao bắt được rồi, tao bắt được rồi. Ở dưới Hưng Yên nó toàn quê nhà cô ở đấy này, quê chú Thảo đấy này. Nó toàn kiểu như là căn shophouse thôi chứ nó không có căn chung như